Chào cả nhà, mình lại là Hiếu Việt Làm Dương đây. Đây là công ty Hồng Vạn. Thì công ty này hiện tại nó nằm tại khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh ha. Thì công ty hiện tại đang có tuyển dụng số lượng lớn lao động. Bên mình hiện tại đang trả lương cho công nhân là trả lương tuần nha các bạn. Đây là trả lương hiện tại nó là lương 240 tăng ca 35. Thì anh em thấy đây là hiện tại trong đây nó có sơn, đồ gỗ và cả sắt nữa. Ở phía bên kia các bạn thấy phía bên đó là xưởng sắt, còn hai cái xưởng hai xưởng phía trước này là xưởng gỗ ha. Đây và đây là xưởng gỗ, xưởng bìa bên kia là xưởng sắt ha. Thì đối diện công ty Hồng Vạn này là công ty Sang Giang, bên mình hiện tại cũng đang tuyển công ty Sang Giang này, số lượng cũng lớn ha. Thì qua năm bà con cô bác nào mà có nhu cầu về Bình Dương làm thì cứ liên hệ em. Đối với công ty Hồng Vạn này mức lương cũng rất là ok, 240 tăng ca 35, và cái nó nhận rất là dễ các bạn, chỉ cần cái chứng minh dân photo là mày làm được thôi. Ở đây độ tuổi mở rộng ha, anh em mình độ tuổi rất là mở rộng, độ tuổi nằm trong 60 vẫn có thể làm được ha. Và từ 16 tới 60 anh em nào cảm thấy sức khỏe còn đủ điều kiện đi làm thì anh em phải liên hệ đăng ký đi làm công ty này ha.